Xin chào tất cả các quý khách hàng. Ngày hôm nay thì Huế rất là vinh dự được chào đón một cái vị khách, tức là chị Thảo ở Hà Nội. Và chị biết là ở trên văn phòng của Huế tại số 61 phố Trần Quang Diệu. Ngày hôm nay thì Huế đã có một cái cuộc trò chuyện cũng như là giao lưu với chị Thảo, bởi vì là chị muốn trực tiếp thông qua một cái kênh thông tin biết được cái dòng mà bên Huế là có một cái dòng sản phẩm V-Line để giúp mà có thể thon gọn được cái vùng mặt của mình. Chị thì đang có ý định là làm căn chỉ hoặc là chọn lựa phương pháp là hypotherma, bởi vì là ở độ tuổi là hơn 40 thì hiện nay thì về cơ bản là Huế nhìn thì trên gương mặt của chị Thảo cũng khá là trẻ so với tuổi, vì là cái da của chị được chăm sóc rất là kỹ, mọi người có thể quan sát là trên cái gương mặt da của chị Thảo đó. Thế nhưng mà khi mà nghe đến cái thông tin về cái bộ sản phẩm V-Line Magic Therapy của bên Huế thì chị Thảo rất là tò mò và chị muốn đến trực tiếp văn phòng để trực tiếp là Huế sẽ test cái sản phẩm này cũng như là tư vấn cho chị Thảo về cái sản phẩm này. Bởi vì chị có một cái thông tin rất là bất ngờ là riêng cái bộ V-Line này thì nó có thể thay thế được những cái phương pháp xâm lấn vào da bằng những cái phương pháp ví dụ như là căn chỉ hay là hypotherma, với một cái liệu trình chi phí rất là đắt đỏ, và hai nữa là phải chịu rất là nhiều cái đau đớn cũng như là những cái biến chứng có thể sau này, những cái mà chưa được cảnh cáo. Thì ngày hôm nay thì chị Thảo đã lên trực tiếp văn phòng và Huế sẽ tư vấn cho chị và test trực tiếp cái sản phẩm V-Line này cho chị, để cho chị có thể có cái sự trải nghiệm cũng như là có cái sự cảm nhận để tất cả các quý khách hàng có một cái sự gọi là đánh giá khách quan về cái bộ sản phẩm V-Line này tại văn phòng của Huế nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trực tiếp test trực tiếp trên cái bộ sản phẩm này trên gương mặt của chị Thảo, để giúp cho chị Thảo có một cái sự cảm nhận và đánh giá khách quan cho tất cả các quý khách hàng ạ. Bây giờ thì Huế mời chị Thảo qua chỗ bàn và Huế sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này cho chị Thảo nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ này. Bộ sản phẩm đầy đủ Magic Therapy thì nó sẽ bao gồm đây nhé chị Thảo nhé. Nó sẽ bao gồm một cái chai gel vàng 24K 110ml. Cái chai gel này thì sẽ làm cái tinh chất massage, một cái cây chổi để định hình căng da mặt này, và có 14 ống chỉ vàng nano và video. Cái chỉ vàng nano và video này thì nó sẽ thay toàn bộ những cái phương pháp xóa nhăn hiện nay và nâng cơ trẻ hóa hiện nay. Cái sản phẩm này thì nó sẽ có 3 tác dụng nhé chị nhé. Một là nó sẽ làm xóa nhăn toàn bộ những cái nếp nhăn ở vùng mắt của chị này, những cái rãnh cười này, hay là toàn bộ những cái phần cơ hàm mà đã bị chảy xệ, hoặc là những cái nếp nhăn ở đầu chân mày, vùng trán của chị này, nó sẽ xóa này. Cái thứ hai nữa là liệu trình của nó là 14 lần. Nhưng mà nếu như mà chị làm mà tầm khoảng 5 đến 7 lần mà chị làm, chị thấy cái hiệu quả của nó đạt 90% rồi, thì mình đầu tiên mình sẽ làm 3 ngày một lần, nhưng sau đó thì chị có thể giãn ra là 5 ngày hoặc 7 ngày hoặc 10 ngày thì mình mới phải làm một lần. Thế nên là một cái bộ này thì nó sẽ giúp cải thiện cũng như là giữ cho cái sự trẻ hóa trên bề mặt da của chị là được từ khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Và sau đó thì khoảng 1 tháng mình sẽ duy trì lại một lần. Thì một bộ như thế này là được 14 lần, mình sẽ duy trì trong vòng hơn 1 năm nữa thì nó sẽ kéo dài cho chị được từ 3 đến 4 năm. Đó. Thì bởi vì là những cái phương pháp khác như là căn chỉ hay hypotherma thì các chị cũng vẫn phải đi làm cái liệu trình mà sau cái buổi đó thì các chị vẫn phải tiếp tục đi làm, giống như là mình đi dặm chỉ hoặc là mình đi làm lại. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ không phải làm lại liên tiếp như là những cái sản phẩm kia, nhưng mà cái độ trẻ hóa cũng như là cái hiệu quả của nó thì mới khẳng định là tương đương với những cái sản phẩm mà chị đang tìm hiểu đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái mặt nạ định hình 500g như thế này nữa. Thì Huế sẽ trực tiếp là Huế sẽ làm sạch mặt cho chị Thảo và Huế sẽ test cho chị, để chị có thể cảm nhận được ngay cái buổi đầu tiên là gương mặt của mình nó sẽ trẻ hóa so với bên kia như thế nào. Giờ thì Huế xin phép sẽ bắt đầu vào cái quy trình để test trực tiếp cái sản phẩm này cho chị Thảo. Cũng rất là may là văn phòng của Huế ở tại Hà Nội và chị Thảo thì cũng ở tại Hà Nội. Chị ở khu Hà Đông đúng không? Thì chút nữa thì Huế xin phép là mình sẽ test trực tiếp trên mặt của chị Thảo, sau đó thì chị Thảo sẽ cho Huế biết một chút cái cảm nhận cũng như là các khách hàng đang theo dõi cái buổi livestream này của Huế cái cảm nhận xem là khi mà làm xong thì gương mặt của mình cái cảm giác ở trên da như thế nào nhé. Ở nhà thì các chị làm cũng rất là đơn giản đấy. Gương mặt của chị Thảo thì đến đây là chị cũng không có sử dụng cái gì cả, nên là mình chỉ cần lau sạch mặt đi và mình sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này. Đầu tiên
Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái chai gel vàng này. Chai gel vàng này thì nó sẽ có một cái tác dụng là nó sẽ dẫn những cái chất thẩm thấu vô da của chị Thảo sâu hơn. Và khi mà chị Thảo làm thì chị sẽ thấy là cảm nhận là cái chất gel vàng này, nó gọi là gel nhưng mà nó rất là mỏng, lỏng, và trên cái sản phẩm thì nó sẽ đây, nó sẽ làm cho cái da của chị Thảo nó có ba cái tác dụng. Một là nó sẽ giúp cho da, toàn bộ cái bề mặt da của mình nó có cái độ căng bóng, mướt mịn. Và cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ làm cho cái da của chúng ta nó trẻ hóa, đó, cung cấp độ ẩm này, chống cái quá trình lão hóa da này, đó. Sau đó thì nó làm cho da của chị nó sẽ sáng lên. Bây giờ thì mình sẽ chắc là sẽ phải đứng lên để test trực tiếp cái sản phẩm này. Bởi vì là khi mà mình làm cái gel này thì mình sẽ massage nhé. Mọi người sẽ tập trung massage cho Huế vào cái phần mà đây. Mình sẽ massage theo cái chiều nâng cơ. Chị để ý là khi mà về nhà chị massage thì chị cứ massage theo cái chiều nâng cơ như thế này cho Huế này. Nâng cơ là mình sẽ massage từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Đó. Khi mà massage tầm khoảng 5 phút như thế này xong, khi mà cái gel đã bắt đầu nó có dấu hiệu là khô rồi, thẩm thấu toàn bộ lên trên bề mặt rồi, thì lúc đó là chúng ta sẽ làm đến cái bước thứ hai, đó là sẽ bôi những cái chỉ định hình luôn ở trên cái gương mặt của chị Thảo. Thời gian thực hiện cái bộ sản phẩm này thì các chị chỉ cần mất tầm khoảng 20 phút thôi. Chúng ta sẽ mất 20 phút thôi để chúng ta có thể thực hiện được toàn bộ những cái kỹ thuật của cái bộ V-Line. Cái bộ sản phẩm này thì hiện nay đang được các spa và các thẩm mỹ viện đang sử dụng rất là nhiều trong cái liệu trình trẻ hóa. Bởi vì là có rất là nhiều khách hàng thì thứ nhất là sẽ không đủ chi phí để làm những cái liệu trình như căng chỉ hay là hai phu thơ ma. Và cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm như thế này thì nó rất là an toàn và lành tính, nên là chúng ta sẽ yên tâm là nó không bao giờ có tác dụng phụ, hay là nó không gây ra tình trạng đau đớn ở trên cái gương mặt của chúng ta, nó không gây tổn thương trên bề mặt da của các chị. Đó. Và đặc biệt là cái này của nó ưu điểm hơn so với những cái phương pháp kia, là những cái phương pháp kia thì các chị sẽ không xóa nhăn được vùng mắt, nhưng riêng cái sản phẩm này thì các chị yên tâm là cái vùng mắt của mình nó sẽ được căng lên và trẻ hóa toàn bộ những cái nếp nhăn ở vùng mắt các chị nhé. Đó. Sau khi massage xong, chúng ta sẽ lấy cái chỉ, mỗi một lần thì các chị sẽ sử dụng cho Huế là một ống chỉ video này. Và một ống này thì chúng ta sẽ làm là một liệu trình trong vòng một lần. Chúng ta một lần này là chúng ta sẽ làm hết. Ví dụ những ai mà có nọng cằm nhiều, chúng ta sẽ vuốt từ dưới nọng cằm này lên. Còn những ai mà có rãnh cười nhiều thì chúng ta sẽ tập trung vuốt từ đây lên. Những ai mà có nếp nhăn vùng mắt thì sẽ vuốt từ đây lên nhá. Đó, và chúng ta sẽ làm như thế này cho Huế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi theo hình xích zắc từ trên xuống dưới cái ống chỉ này nhá. Đây Huế làm nửa mặt, thế nên là Huế sẽ làm nửa ống chỉ thôi. Chúng ta sẽ đi theo hình zig zag. Đó, sau khi đi theo hình zig zag xong thì chúng ta sẽ như thế này. Một tay các chị sẽ giữ, một tay chúng ta sẽ chỉ, các chị sẽ giữ cố định luôn toàn bộ những cái phần da trùng chảy xệ, giữ cố định. Sau đó một tay còn lại thì chúng ta sẽ tập trung, chúng ta sẽ vuốt cái keo này. Chúng ta sẽ vuốt làm sao để cho nó căng lên trên cái vùng da cần điều trị. Đây, ví dụ những cái nếp nhăn này, rãnh cười này, hay là những cái phần mà nếp rãnh cười, hoặc là những cái nếp nhăn mà dưới cái vùng miệng này. Đó, hoặc là cái phần nọng cằm này, đối với ai mà nọng cằm to này, chúng ta có thể vuốt ngược từ dưới này lên, và chúng ta sẽ cố định nguyên cái phần cơ này cho Huế nhé. Đặc biệt là đối với ai mà, những cái chị nào mà trên cái nền da mà bị trùng nhão chảy xệ, hoặc trên cái nền da mà bị trong cái tình trạng mà nếp nhăn nhiều ấy. Ngay khi lần đầu tiên thực hiện thì các chị sẽ thấy được cái hiệu quả rất là rõ ràng ở trên gương mặt của các chị. Chúng ta sẽ vuốt theo cái chiều nâng cơ từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài, đến khi mà thấy gương mặt của mình đấy, cái phần mà cái chổi đi nó sẽ bám dính hơn ở trên bề mặt, thì chúng ta sẽ kết thúc để chúng ta chuyển sang cái điểm khác chúng ta làm nhé. Ở đây hôm nay thì chị Thảo lên văn phòng thì Huế sẽ test cho chị Thảo một nửa bên mặt
để chị thấy được cái hiệu quả và chị có thể so sánh được hai bên mặt rất là rõ ràng. Và cứ 3 ngày một lần, 3 ngày một lần các chị thực hiện cái liệu trình này thì chắc chắn là em ấy khẳng định luôn là cái nếp nhăn cũng như là toàn bộ những cái phần cơ chảy xệ của các chị nó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt sau 5 đến 7 lần sử dụng sản phẩm này. Còn nếu như da của ai mà đang đẹp sẵn rồi và trên cái nền gọi là hơi nếp nhăn một thôi thì sau 3 lần thôi là các chị đã thấy cái sự hiệu quả của sản phẩm. Những ai mà da bị đồi mồi này, tàn nhang này, nám này thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ làm mờ những cái đốm nâu, đồi mồi hay là những cái tàn nhang ở trên sản phẩm rất là nhiều, ở trên da của các chị rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những cái chị nào mà có những cái nếp, ví dụ những cái vết thâm do bụi để lại hoặc là những cái ví dụ như những cái nốt thâm ở vùng mắt ấy, thì cái sản phẩm này nó cực kỳ là hiệu quả bởi vì nó điều trị và nó sẽ xử lý những cái nốt thâm đấy cực kỳ tốt luôn. Đây nhá, khi mà chị cảm thấy là cái cơ chổi của mình ấy nó sẽ không căng lên được nữa, không căng lên được nữa và cái da của mình nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó căng cứng lên rồi đó, mình sẽ khó vuốt lên thì mình sẽ dừng lại để mình chuyển sang cái điểm khác để mình làm đó. Rồi ok, đây khi mà chúng ta làm xong cái chổi định hình này nhá, chúng ta làm xong cái chổi định hình này thì chúng ta sẽ để nguyên như vậy, để nguyên như vậy không có rửa mặt đi. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi thêm một lớp gel vàng này cho Huế. Chúng ta sẽ bôi thêm một lớp gel vàng này. Mục đích bôi gel vàng này là để cho cái vùng da của chúng ta nó sẽ mềm ra một chút trước khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ định hình nhé các chị nhé. Bôi đến cái phần mà PDA là chỉ vàng này thì gương mặt của chị là đã cải thiện rất là rõ rồi. Nhìn thấy rất là rõ, chị có cảm giác gì bây giờ? Căng đúng không? Rất là căng. Đây là nó chưa khô á. Nó chưa khô đâu. Còn nếu mà khi mà cái phần này mà nó khô hẳn ấy là cảm giác là mình nói còn khó. Mình nói còn rất là khó khăn bởi vì là toàn bộ cái cơ nó được căng lại hết. Nó căng cứng lại luôn ấy, giống như là mình đi cấy chỉ hoặc mình làm hai phu á, là nó căng cứng toàn bộ các cơ lại. Đó, khi chúng ta chờ một chút để cho toàn bộ cái cơ này nó căng lại thì sau đó thì chúng ta sẽ Huế sẽ trong cái thời gian chờ cho cái sản phẩm nó khô thì Huế sẽ sử dụng cái mặt nạ định hình này để Huế trộn nhé. Huế sẽ sử dụng cái mặt nạ định hình này, nó sẽ có 500g mặt nạ định hình để giúp cho chúng ta định hình lại toàn bộ những cái phần mà đã làm ở trên gương mặt của chị Thảo. Và bây giờ thì Huế sẽ làm tiếp để cho mọi người nhìn thấy này, cái cách pha mặt nạ này. Ở trong mặt nạ thì nó sẽ có những cái thìa như thế này. Thì mỗi một lần thì các chị sẽ lấy, nếu như mà làm nửa mặt nếu như mà làm cả mặt thì các chị sẽ lấy cho Huế là 2 thìa đầy. Còn ở đây thì Huế chỉ lấy 1 thìa thôi bởi vì là mình sẽ test nửa mặt cho chị Thảo mà. Đây, mình sẽ lấy thìa như thế này nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một lượng nước để chúng ta trộn đều đi. Chị đã thấy cái mặt mình căng nhiều chưa, da mình căng nhiều chưa? Mình thấy nó cũng căng lên. Căng hơn đúng không? Căng hơn cái lúc mà lúc nãy đúng không? Mọi người sẽ trộn để cho cái hỗn hợp này nó sền sệt thôi nhé chị nhìn này. Tức là cái hỗn hợp này khi mà chị về nhà làm ấy thì chị sẽ trộn như này cho Huế này. Đây, mọi người để ý này, cái cách mà Huế trộn nhé. Mình sẽ trộn để làm sao cho cái hạt này nó sẽ không còn đọng một chút nào cái hạt này nữa. Đó. Và nó tạo thành cái quệt 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 giống như là chị em chúng ta thường thường quấy bột ấy. Đấy. Và cái này thì Huế lưu ý là khi mà chúng ta làm là chúng ta phải làm ngay đắp. Tức là trộn được cái là chúng ta phải đắp ngay trên mặt nhé. Tại vì cái này của nó là mặt nạ định hình. Thế nên là nó sẽ đặc và nó sẽ khô rất là nhanh. Đó. Sau đó thì chúng ta để tầm khoảng 10-15 phút cái mặt nạ này lên toàn bộ vùng mặt thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đây là cái thành quả là khi mà trộn bột xong là chúng ta sẽ được cái bột như thế này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ bôi trực tiếp lên trên mặt của chị Thảo. Cái này là mình phải làm rất là nhanh này. Đấy. Thank you.
Đây, da sẽ bôi. Ta sẽ bôi dày một chút nhé. Đây, bây giờ thì chị sẽ để nguyên gương mặt như vậy và chờ đến tầm khoảng 10-15 phút thì chúng ta sẽ gỡ cái mặt nạ này ra. Và chị sẽ thấy có một sự rất là bất ngờ là khi mà gỡ ra thì gương mặt của chị nó sẽ rất là sáng. Thứ nhất là da rất là sáng, rất là trắng này. Thứ hai nữa là sẽ có độ căng bóng so với bên kia này. Và đặc biệt nữa là hai bên mặt chị sẽ thấy có một cái sự lệch nhau rất là rõ ràng luôn ấy. Đó. Đó, chị chờ một chút. Cái phần ở dưới này sẽ cho đầy lên một chút. Sản phẩm này thì được các spa và các thẩm mỹ viện hiện nay đang làm rất là nhiều và đang sử dụng rất là nhiều trong cái liệu trình mà trẻ hóa, xóa nhăn và nâng cơ cho khách. Nhưng mà Huế nhận thấy là cái sản phẩm này thì các chị có thể sử dụng ở tại nhà cũng cực kỳ là hiệu quả, và đặc biệt là chúng ta có thể làm một cách rất là dễ dàng. Thế nên là Huế muốn giới thiệu cho các chị để cho các chị có thể biết được đến cái sản phẩm này và có thể trải nghiệm với cái giá mà nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với những cái phương pháp mà các chị đang tìm kiếm để mong muốn là có cái sự trẻ hóa trên làn da đó. Và đặc biệt là nó không gây đau đớn trong suốt quá trình làm, thì chị thấy các bước làm rất là dễ đúng không? Các bước làm rất là đơn giản đó. Chị nhớ không? Chị nhớ tất cả các bước từ nãy đến giờ không? Có đó. Rất là dễ, rất là đơn giản, và các chị có thể thực hiện một cách rất là dễ dàng ở tại nhà luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ chờ nhé, các chị sẽ chờ sau tầm khoảng 15 phút nữa thì Huế sẽ bỏ cái lớp mặt nạ này ra và các chị sẽ thấy được cái sự thay đổi rõ ràng trên gương mặt của chị Thảo khi mà chúng ta thực hiện cái liệu trình V-Line này tại nhà. Thì hai bên, so sánh hai bên thì sẽ thấy kết quả rất là khác, và đặc biệt là những cái phần lọng cằm hoặc là những cái nếp nhăn ấy, nó sẽ được căng ngay lần đầu tiên và nó sẽ duy trì cho chị Thảo tầm khoảng, ví dụ như là tầm 3 ngày. Nhá, 3 ngày ví dụ như là chị sẽ thấy rằng là cái hiện tượng mà da của chúng ta căng ấy, nó sẽ diễn ra liên tiếp trong vòng 3 ngày. Sau đó thì đến 3 ngày sau là chị lại làm lại cho Huế một lần nữa vào buổi tối. Và khi mà chúng ta làm liên tiếp như thế thì nó sẽ bắt đầu là nó dần dần là tầm 3 đến 5 lần hoặc là 7 lần ấy, thì nó bắt đầu nếp nhăn nó được tăng sinh những cái collagen ở dưới cái đáy bì da lên. Thế nên là khi mà làm như vậy thì sẽ thấy rằng là nếp nhăn của mình dần dần nó được căng hết lên một cách rất là tự nhiên, mà da mặt nó không bị cứng và nó rất là đẹp. Đó. Thì cái lúc mà làm như thế này thì Huế lưu ý nhá, cái lúc mà bắt đầu chị làm cái chỉ vàng và cái mà mặt nạ này thì chị sẽ không có cử động cơ mặt, tức là mình sẽ không có cười nói và cử động cơ mặt ở trong cái thời điểm này, để cho toàn bộ cái vùng cơ, vùng nếp nhăn nó được căng hết cỡ lên. Đó, thì khi mà da, vùng da cơ nó được căng hết cỡ lên thì lúc đó nó sẽ được cải thiện hiệu quả tối đa. Đó, mình sẽ không có nói cười gì lúc này hết nhé. Về phần hiệu quả thì em đã sau khi để mặt nạ tầm khoảng 15 phút, mặt nạ định hình này, thì bây giờ thì Huế sẽ bóc trực tiếp cái mặt nạ này để cho các chị so sánh hai bên của các chị khách hàng nhé. Đây, cái mặt nạ này thì khi mà chúng ta bóc nó rất là dễ dàng, các chị sẽ thấy này. Đó, chúng ta sẽ nhấc lên rất là dễ dàng luôn. Nếu mà tức thì nó phải có tác dụng ngay lập tức. Đó. Chứ không phải là các chị đã thấy cái sự thay đổi trên gương mặt của chị Thảo chưa? Tức là hai bên ạ, so sánh hai bên nó sẽ khác hẳn nhau. Không. Em sẽ lau qua đi một chút. Vâng.
lau sạch cái này đi, sau đó thì chúng ta sẽ bôi kem dưỡng. Sản phẩm là dành cho mắt trước nha chị nhé. Sau đó thì em sẽ gửi cho chị cái hình của sản phẩm chị nhé. Mắt trước nha chị nhé. Mà nạn định hình này mọi người lưu ý là chúng ta sẽ chỉ để ở trên gương mặt tầm khoảng tối đa là 15 phút thôi. Đúng rồi. Đó. Nếu không, không nó khô quá cái đấy nó cái sẽ hút lại ngược lại cái chất ẩm vào trong cái thùng da của chúng ta. Nhiều phương pháp lắm chị, chứ không phải một mình cái đó đâu chị ạ. Dạ. Dạ. Đấy. Và bây giờ thì khi mà thực hiện xong thì gương mặt của chị Thảo đây, cái độ săn thì bên này khi mà mình sẽ sử dụng cả hai cái cánh tay để vào hai bên thì bên này nó có cái độ trùng nhão và chảy xệ rất là nhiều này. Còn bên này khi mà đưa vào thì cái độ trùng nhão chảy xệ của nó đã giảm đi rất là rõ luôn. Nó có độ căng và vùng da bắt đầu có cái độ đàn hồi rất là tốt. Đó, mọi người có thể so sánh hai bên. Đó, đây, chị Thảo có thể so sánh nhìn cái gương này là chị sẽ phân biệt được rõ nhất. Chị thấy thế nào ạ? Chị thấy bên mặt này mình gọn hơn, nó da bên này nó sáng hơn, nó da bên này, đúng không? Tức là mình cảm giác là nó rất là căng lên đúng không? Đúng rồi, căng lên. Đó, ok. Đó, thì khi mà về nhà nhà chị làm vào buổi tối ấy, thì chị cứ 3 ngày chị làm một lần cho em, giống như là cái vừa rồi mà Huế vừa làm cho chị Thảo đấy. Sau đó thì tối nay thì chị sẽ làm nốt bên này để cho nó tránh hiện tượng lệch mặt. Tại vì có một số chị khách hàng khi mà làm test sản phẩm để test một bên, nửa bên mà test liên tiếp trong vòng 2 lần thì cuối cùng là dẫn đến hiện tượng là nó lệch hẳn mặt luôn. Đó, thế sau đó thì lại phải dừng lại ở bên đó để làm 2 lần ở bên kia để cho nó cân lại mặt. Đó, thì rất là mất thời gian. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thực hiện là tối nay thì chị sẽ làm luôn bên này nữa để cho nó cân. Và từ sau khoảng 3 ngày thì chị vẫn sử dụng như thế này, liệu trình đều như thế này. Và cái cách thức làm thì nó rất là đơn giản. Em sẽ gửi thêm cả cái video để cho chị có thể nhớ được các bước. Đặc biệt nữa là khi mà sử dụng cái này, sản phẩm Beeline này, thì các chị lưu ý là mình vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng như bình thường. Tức là mình không phải kiêng khem như là phương pháp căng chỉ, không phải kiêng khem giống như là Hyphotherma. Ban ngày chị vẫn sử dụng kem dưỡng trang điểm hoặc là chống nắng như bình thường. Còn lại buổi tối thì mình ngày cái hôm mà sử dụng cái Beeline thì sau khi các bước xong như thế này, nếu như ở nhà chị có kem dưỡng da thì chị có thể sử dụng cái kem dưỡng da. Đó, còn nếu như mà mình chưa có kem dưỡng da thì mình có thể nghiên cứu là bên Huế nó sẽ có những cái sản phẩm mà đi theo cái bộ Beeline này để giúp trẻ hóa và giúp duy trì được cái độ trẻ hóa trên da mặt. Các chị có thể nghiên cứu nhé. Tức là đây, ví dụ như là khi mà xong thì chị Thảo có thể sử dụng cái tinh chất căng bóng này để bôi lên vùng da của mình. Sau đó thì mình có thể sử dụng cái kem trong bộ A cộng. Đó, cái kem trong bộ A cộng. Đây là hai cái sản phẩm mà kết hợp đi theo cái bộ V-Line để giúp duy trì cái hiệu quả của sản phẩm lâu dài hơn. Đó, các chị nghiên cứu nha. Rồi ok. Và bây giờ thì sẽ cảm ơn, Dương Huế rất là cảm ơn chị Thảo có một cái buổi lên trên công ty, lên trên văn phòng và được trải nghiệm cái sản phẩm ở trên Beeline của trên văn phòng của Huế, và rất là mong muốn được chào đón các chị có thể trực tiếp qua văn phòng để test sản phẩm, hoặc nếu như mà các chị ở xa không có điều kiện qua văn phòng của Huế thì Huế sẽ ship code tận nơi cho các chị và sẽ có gửi kèm theo những cái giấy tờ hướng dẫn hoặc là những cái video hướng dẫn để giúp cho các chị có thể dễ dàng thực hiện ở tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.